đang quay trở lại với bản tin FBNC tới ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Cục Quản lý Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương đã đưa ra thông báo cho các doanh nghiệp về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm được làm từ sợi polyester xuất khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam, và mức áp thuế sẽ dao động từ 34% đến 72%. Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương, trong thời gian tới, Bộ Kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định áp dụng mức thuế chống bán phá giá đối với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm được làm từ sợi polyester từ 34,81% đến 72,56%. Đối với sản phẩm đến từ Thái Lan, mức thuế chống bán phá giá được áp dụng từ 6,88% đến 37,69%. Hiện tại chưa có thông tin về việc áp thuế sẽ được áp dụng từ thời gian nào, nhưng việc áp thuế chống bán phá giá mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sẽ gây thiệt hại không ít đến ngành xuất khẩu may mặc của Việt Nam trong thời gian tới. Quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ nước này thực hiện cuộc điều tra từ tháng 5 năm 2015, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014, để đánh giá mức thiệt hại của các doanh nghiệp nước này. Trước đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra nhiều quyết định chống bán phá giá và lẫn tránh thuế khác đối với các sản phẩm nhập từ Việt Nam như gỗ dán, sâm lớp xe đạp, sâm lớp xe máy, sản phẩm ống thép, đá granite. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra đề xuất về việc giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ dành cho xe ô tô có 9 chỗ ngồi trở xuống trong dự thảo nghị quyết về ban hành bãi bỏ một số quy định thu phí lệ phí trên địa bàn thành phố. Theo tỷ lệ trung bình mức thu lệ phí trước bạ trên cả nước dành cho xe ô tô 9 chỗ trở xuống là 10%. Trong khi đó, ở thủ đô Hà Nội, mức thu lệ phí trước bạ dành cho xe ô tô dưới 9 chỗ cao hơn với mức 12%. Theo dự thảo nghị quyết về ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí lệ phí trên địa bàn Hà Nội đang được đưa ra lấy ý kiến. Thành phố đã đề xuất giữ nguyên mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Việc điều chỉnh các lệ phí này sẽ được đưa ra trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 diễn ra trong tháng 12 tới. Nếu được thông qua thì mức phí này sẽ được giữ nguyên và áp dụng từ đầu tháng 12. Dự kiến trong chương trình chỉnh trang đô thị của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, hơn 20.000 căn nhà chất lượng thấp ven sông, kênh rạch của thành phố sẽ được di dời nhằm cải thiện chất lượng sống cũng như cải tạo lại các kênh rạch này. Trong cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 15 của thành ủy về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 sẽ được triển khai. Dự kiến có khoảng hơn 20.000 căn nhà nằm ven sông, kênh rạch sẽ được di dời. Trước mắt, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan thực hiện việc giải quyết dứt điểm những tuyến kênh rạch đang thực hiện công tác bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng, sau đó thực hiện nạo vét, cải thiện chất lượng nước tại các kênh rạch sông ngòi. Các tuyến nằm trong quy hoạch gồm có Tham Lương Bến Cát, Rạch Nước Lên, Cù Lao Nguyễn Kiệu, Công viên Hồ Khánh Hội. Tiếp đó, dự án sẽ thực hiện công tác di dời, giải phóng mặt bằng và tái định cư toàn tuyến kênh Đôi Tẻ thuộc địa bàn quận 4, 7, 8, rạch Văn Thánh, rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Xuyên Tâm, rạch Bầu Trâu. Đồng thời, chương trình chỉnh trang đô thị cũng tập trung vào công tác xây dựng mới, thay thế chung cư cũ, hư hỏng, xuống cấp, chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại. Kính thưa quý vị, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước thách thức tái cơ cấu và đổi mới toàn diện. Câu chuyện tưởng như không mới nhưng lại là đề tài bàn luận mãi không dứt bởi quá trình đổi mới nông nghiệp vẫn đang diễn ra hết sức chậm chạp. Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, một chuyên gia gạo cội của ngành nông nghiệp Việt Nam, tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay đang rất cần những cánh chim đầu đàn, mà những cánh chim ấy không ai khác chính là các doanh nghiệp. Nhà nước chỉ có thể giữ vai trò hỗ trợ. Và xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện sau đây của chúng tôi với giáo sư để hiểu rõ hơn vấn đề mà chúng tôi vừa đề cập. Thưa ông, thì hiện nay có thể nói là vấn đề đặt ra đối với nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung đó là làm sao để mà phát triển nông nghiệp theo hướng đổi mới như ông đề cập, tức là nông nghiệp hướng đến công nghệ cao và hướng đến những cái vận dụng những cái quy mô sản xuất lớn hơn và chuyên nghiệp hơn, chuyên môn hóa hơn. Tuy nhiên thực tế hiện nay chúng ta thấy là cái quá trình này đang rất là chậm. Vậy thì ông có đồng tình với cái quan điểm này không ạ? Cái quan điểm này rất là đúng. Nông nghiệp mình có rất nhiều tiềm năng. Có thể là chúng ta sẽ đứng đầu trên nhiều nước của thế giới nếu mà chúng ta làm đúng. Hiện tại chúng ta làm chưa đúng là bởi vì chúng ta để cái nông nghiệp mình nó làm, người ta làm không có tổ chức, phần lớn là không tổ chức. Cho nên cái sản phẩm như cái hạt gạo của mình, đáng lẽ là hạt gạo mình có thể cạnh tranh được rất nhiều, nhưng mà không cạnh tranh được, tại vì nông dân mạnh ai nấy làm, rồi doanh nghiệp thì chỉ bám vào trong mấy ông thương lái thôi. Tôi nghĩ là tới cái lúc mà chúng ta thấy rằng là cái việc làm
mà mạnh ai nấy trồng, rồi mạnh ai nấy mua và mạnh ai nấy chế biến như hiện nay cần phải chấm dứt. Mà chúng ta phải nhìn những cái gương của một số công ty nhỏ thôi, nhưng mà người ta làm theo chuỗi giá trị. Tức là doanh nghiệp phải đi đầu, nông dân bây giờ phải được tổ chức ở trong những cái hợp tác xã kiểu mới. Thì từ đó thì doanh nghiệp mới xuống hợp đồng với lại doanh nghiệp hợp tác xã này, mới đi phổ biến cái quy trình Việt Gap hay là Global Gap và huấn luyện cho bà con nông dân của hợp tác xã theo cái quy đúng quy trình đó, để mà nông dân sẽ sử dụng cái quy trình này để mà trồng ra cái nguyên liệu mà doanh nghiệp cần. Như thế thì tất cả nông dân đều làm cùng một cách. Như thế thì chúng ta là kể như là mình sản xuất trên một cái cánh đồng lớn, sản xuất lớn. Như vậy thì doanh nghiệp mới có một cái khối lượng nguyên liệu lớn mà rất là đồng nhất, rất sạch. Từ đó thì họ mới có thể chế biến ra được cái sản phẩm mà đăng ký là thương hiệu và có thể xuất khẩu hoặc là phổ biến ở trong nước chúng ta. Thưa ông, có thể nói là cái vấn đề mà ông đề cập thì có thể nói là cả cơ quan chính quyền lẫn những doanh nghiệp cũng đã nhìn thấy cái cách làm như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta thấy hình như là doanh nghiệp cũng đang tự mình làm và tự mình gọi là bơi trong cái cải cách nông nghiệp mà chưa có được một cái gọi là một cái chính sách đồng bộ hỗ trợ từ trên xuống dưới. Thực sự thì chúng ta hiện nay chúng ta cũng có một số chính sách tốt lắm. Ví dụ như là quyết định 62, quyết định 63 của chính phủ là khuyến khích về vấn đề mà sản xuất theo chuỗi giá trị. Rồi chúng ta cũng có cái nghị quyết Trung ương 26 nói về nông nghiệp, nông dân là nông thôn, trong đó cũng có chỉ ra rất là chi tiết những cái cách làm. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cũng ở từng địa phương chúng ta cũng chưa có vận dụng nó, và đặc biệt là các nhà doanh nghiệp cũng chưa vận dụng nó được, bởi vì nó khó khăn thế này. Tuy là có những cái quyết định rất tốt đó, mà mới đây thì chính phủ cũng thấy rõ ràng là những cái quyết định đó là chưa đi vào trong cái đời sống của các doanh nghiệp cũng như của các nông dân, cho nên cũng đã có những cái nghị quyết chính phủ mới, có nghị quyết 15 mới nhất của chính phủ đã cho thấy rằng là các doanh nghiệp cần phải được nâng đỡ, cần phải được giúp đỡ đấy. Nhưng mà bây giờ đó thì tôi thấy rằng là cái vai trò chính cũng vẫn là nông nghiệp, doanh nghiệp. Tuy nhiên thì thưa ông thì hiện nay thì doanh nghiệp khi mà đầu tư vào nông nghiệp thì họ lo nhất là cái hạ tầng cho cái phục vụ cho nông nghiệp, bởi vì là nhiều khi họ cũng muốn phát triển dự án đó, nhưng mà cái hạ tầng cho cái việc phát triển ở cái đó thì họ không thể tự tay họ làm hết được. Vậy thì theo ông thì làm thế nào để mà giải quyết cái bài toán này ạ? Không, cái này thì đó là vai trò của nhà nước. Tại vì là khi mà doanh nghiệp trở về, tức là khi mà khám phá ra cái thị trường rồi, thì bàn lại với địa phương để mà xây dựng cái dự án, thì trong dự án đó tôi nghĩ là những cái ví dụ đường xá rồi cầu rồi thì mấy cái này là nhà nước địa phương cũng phải lo. Xin cảm ơn ông ạ. Quý vị, sáng nay thì hội thảo nhượng quyền các thương hiệu quốc tế hàng đầu từ Mỹ, Úc, Singapore và Hồng Kông do công ty tư vấn nhượng quyền VF Franchise Consulting tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là cầu nối giúp cho các thương hiệu nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam cũng như các nhà đầu tư trong nước đang mong muốn phát triển kinh doanh theo mô hình này có cơ hội để gặp gỡ và tìm kiếm cơ hội. Với dân số trẻ đông, sức tiêu thụ cao và mức thu nhập cũng như đời sống của người dân ngày càng tăng, Việt Nam đang được đánh giá là thị trường tiềm năng của các thương hiệu nước ngoài khi mở rộng thị trường. Chính vì vậy, hội thảo lần này đã thu hút được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục, thể thao cho tới thực phẩm, đồ uống với các tên tuổi nổi tiếng như Pizza Little Caesars, Donut King, hệ thống nhà hàng Denny, hệ thống trung tâm Anh ngữ DH, dịch vụ thể hình Everlast Fitness, Mosquito Squad. Tại đây, đại diện của các thương hiệu đã có phần trình bày, giới thiệu về sản phẩm của mình để các đối tác đang tìm kiếm nhận quyền tại Việt Nam có thể hiểu về mô hình và cách thức kinh doanh.
Với những lợi thế về thương hiệu đã được gây dựng trong suốt thời gian nhận quyền thương mại theo hợp đồng với công ty chính, người nhận quyền sẽ được hỗ trợ tư vấn kế hoạch kinh doanh, cách thức phát triển, mở rộng quy mô kinh doanh và cách thức hạn chế thua lỗ. Tuy nhiên, để có thể trở thành đối tác của các thương hiệu này, bên nhận quyền cũng phải đáp ứng những tiêu chí về vốn, đội ngũ nhân sự, và đây là một trong những yêu cầu mà các thương hiệu nhận quyền đòi hỏi khá cao. Như bạn thấy, hôm nay có rất nhiều các thương hiệu lớn đến từ Mỹ, Úc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore. Tôi nghĩ một trong những thách thức lớn nhất mà các thương hiệu gặp phải khi mở rộng thị trường kinh doanh theo mô hình này là cần tìm kiếm một đối tác tốt. Bạn biết đó, các thương hiệu như McDonald's, KFC, Starbucks đã phải mất một thời gian rất lâu để tìm đối tác. Tất nhiên là ở Việt Nam cũng có khá nhiều đối tác có tiềm lực về kinh tế, kinh nghiệm, cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Để một thương hiệu nhận quyền thành công tại Việt Nam, còn cần có sự kiên nhẫn trong quá trình xây dựng hệ thống. Tại hội thảo tìm hiểu về hình thức nhận quyền và nhận quyền thương mại, rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đã có chung nhận định rằng, mặc dù không được tự chủ thương hiệu của mình, nhưng việc nhận quyền thương hiệu là cách kinh doanh năng động, có sự tư vấn, hậu thuẫn tốt từ công ty chính và từ sự đánh giá khá chuẩn xác thị trường, khách hàng tiềm năng và xu hướng tiêu dùng mới của doanh nghiệp nhận quyền. Doanh nghiệp nhận quyền có thể giảm rủi ro thua lỗ trong quá trình kinh doanh. Từ đó tới giờ thì chị chưa có tham gia một cái mô hình nhượng quyền nào cả. Khi mà một cái chuỗi của mà nước ngoài đưa về thì Việt Nam mình rất là hot. Và cái trên cơ sở đó không phải những hot về thương hiệu mà hot về từ cái quy mô họ làm, về cái quy trình họ xây dựng và tất cả những cái điều mà họ đóng gói lại, họ có thể đưa cho ra cái sản phẩm một cách hoàn hảo hơn. Thì tất cả những cái thị trường Việt Nam của mình bây giờ cũng đang hướng tới cái xu hướng như vậy. Cho nên chị nghĩ đây là một cái điều rất là quan tâm cho tất cả các anh chị doanh nhân. Tính đến tháng 7 năm nay, tại Việt Nam đã có gần 150 thương hiệu quốc tế nhượng quyền thành công. Và các lĩnh vực chiếm ưu thế nhất vẫn là thực phẩm và đồ uống. Riêng công ty VF Franchise Consulting đang thực hiện tư vấn cho hơn 20 thương hiệu nhận quyền đang tìm kiếm địa điểm và đối tác uy tín tại Việt Nam. Tiếp nối bản tin sẽ là phần tin thế giới đáng chú ý. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ sẽ từ nhiệm cùng lúc với kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bị bắt để điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ.